Chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một vài trận PVP về thị sư đồ độc Ankenung. Trời. Ôi trời ơi. Này đen. Ok. Ôi. Đập nhiều tử luôn đi. Ôi. Gà chưa nè em, gà chưa. Định dùng dồn năng lượng cái chiêu bổ sung một mà quên là hổ tím đó có mấy khối trọng lực chứ. Rồi đấy, sao anh em win đan. Ôi chủ hơn vậy này, chiêu phụ nè. Ok, chiêu phụ có giáp đỏ khá là ngon nha anh em. Đấy. Ê trời ơi. Né được ghê luôn hả? Né được luôn hả? Ấy xù. Bé bò tập lái ô tô xong rồi em lưng xe đến cùng. Cái gì vậy bà nội? Ui combo không kịp nè. Tình hình này phải dùng chiêu 2 thôi. Lướt sóng. Ui chú bô với tôi rồi thoát game, luôn em. Rồi tiếp tục nha mọi người. Wow, trận này có vẻ căng nè. Không sao, căng thì mới vui. Ok. Ấy trời. Ghê chưa nè em, thấy ghê chưa? Cái chiêu bộ Nói cái chiêu bổ sung 2 nè. Đấy. Ôi ghê chưa. Chiêu phụ cái giáp đỏ nha anh em, khá ngon. Chơi bổ sung 2 nè mà. Ui. Chết rồi, cái gì vậy? Người đen. Ai rồi, càng thiệt chưa đi. Ui ui. Một pha ngáo người mà đã. Ai. Trời gì trốn rồi. Cứu em. Rồi kìa. Hạ được Akeno của nó. Ổn mà nè. Ủa. Rồi. Yes. Ồ bây giờ tới Akeno V1 nè. Quá hấp dẫn luôn em. Ui. Mình thì nói chung đánh tèn tèn vui thôi, chứ đánh có hay anh em xem tham khảo giao lưu thôi chứ. Ui. Chó. Ui. Đủ. Này ai dùng nham của ai mạnh hơn. V1 mà đội đấu với V2 hả? Nhảy lên nè, nhảy lên, đập chủ của. Dạ ủa vẫn còn hả? Hay sao? Ủa cái nhảy đó mà nó ghê hơn mình hả? Ok, wow. Tuyệt vời, hạ luôn hai ai Akeno hai đứa luôn nha. Ui, tới hổ tím. Hạ luôn hổ tím mới đỉnh nè. Ôi. Ủa. Rồi chù, ui uổng. Hơi uổng nè. Rồi. Con ba luôn mới đỉnh nè. Cố gắng. Sợ không con ba nổi nè em ơi. Rung quá. Thật sự mình chơi game tâm lý lắm nè em à. Sắp mình con ba gì rung mà. Thiệt. Nên BBB luôn mình đánh tèn tè nào không có bao giờ hay nói. Tại rung á. Rồi luôn, thiệt luôn. Rồi không sao anh em, hạ được vậy là quá giỏi rồi. tự sướng chứ, ok nha anh em, quá đỉnh rồi. Ui, ủa không chết luôn hả? Thả hỗ trợ ra cho hy sinh luôn nè. Ui nè, trời luôn nè, trời ơi. Thôi cứ chơi đùa bạn tí nè, từ từ
Thì thả hỗ trợ ra thấy thôi, nhưng thôi tự tự này thả ra lại nè, giờ mình chém cái nào rớt đài nè. Ok nha mọi người, hãy xem giải trí nha anh em. Ôi 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 trời. Rồi còn hạ được anh em. Ê trời ơi, trời mà chết đây. Ok hơn, còn hơn em ơi. Để đánh với Akeno mà để nó thành dây là hiểu luôn em. Ôi 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 hơn. Ai biết bạn dùng hỗ trợ dùng chiêu 2 nè. Ok. Cavendish, Cavendish với tôi. Cavendish. Cavendish với tôi ha. Ủa. Ai. Chiêu phụ quá tuyệt vời luôn, con ba luôn nè. Nãy còn tí máu tưởng thua rồi chứ. Đây. Ok. Ui. Ây dồi. Nếu qua bên rồi vẫn dính nè. Ây trời ơi. Đấy. Đấy. Tiếp. Ôi. Ôi còn tí máu ơi. Nãy quýnh với Luffy còn tiếng máu, mình tưởng là xong đời mình rồi chứ. Ok. Ê, ôi, ôi, hôi, con, mất con. Vẫn còn, mất con. Vẫn còn em ơi. Ê, giờ còn tí máu nè. Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, combo chọc rồi, combo chọc rồi. Combo chọc rồi, combo chọc rồi, yes. Ui. Ôi trời ơi. Ủa cái gì? Ủa cái gì? À, tự nhiên bấm dồn năng lượng kỹ năng 1 à. Chứ lúc đó mà đánh luôn là được thôi. Điên thiệt. Đúng là lúc mà con ba hội hợp thiệt. Cái là vậy à. Thôi không sao anh em. Uổng ghê á. Tiếc ghê á. Hello, chào mọi người. Ôi, ui, sổ quá, sổ quá. Sổ quá. Đấy, chiêu 2 khá ok nha anh em. Anh em có thể sử dụng để ní hỗ trợ. Ê, nói gì? Mỗi lần nói là mất tập trung mà. What? Cái gì ấy? Đây bay dán, ôi về đấy, về đấy, giáp đỏ được ha, chậm, ui, ui, chạy đâu, ô, ui, chú né được luôn, ui né, tôi cũng né vậy. Ok một em. Wow. Hấp dẫn ha, trận này hấp dẫn ha. Ui 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 ui. À, tái diễn là trận chiến 10 ngày 10 đêm nè anh em. Ok. Ấy lỡ lê chọc chọc nha. Ui sớm. Đây anh em, cùng xem tái diễn lại trận chiến 10 ngày 10 đêm ở trong game nha. Đấy. Ui ui. Ấy chết, dùng combo chọc rồi. Dùng combo chậm quá anh em. Đấy, combo thì nói chung chiêu của Akeno V2 thì rất đơn giản, nhưng mà anh em phải dùng nhanh nha. Cái combo á phải nhanh. Đó. Ok. Ấy. Ôi.
Ôi xì đời. Ôi đập 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 đập. Ủa còn thấy má gì mà đập được em. Ây chung cha má của em. Ây da, giờ dùng hỗ trợ là hạ luôn thôi, mình để dùng ulti cái cho đẹp cái coi. Xong trận này mình sẽ kết thúc video này tại đây luôn nha. Đấy, mình muốn làm cái ulti. Đó, ok. Ồ, anh em cảm nhận như thế nào về thủy sư đô đốc Akino thì để lại bình luận bên dưới nha. Riêng mình thì mới ra mà thì khá là mạnh nha anh em. Với lại nói chung chiêu thức này kia thì cũng dễ đánh. Thoát game luôn kìa anh em. Ok, cảm ơn em nha.